Hoàng Tây xin chào con và các bạn nha. Hôm nay cập nhật giá anh Long ngày 9 Tây tháng 7. Thì mình cập nhật giá buổi chiều nay thì cho bà con mình biết giá để sáng ngày mai bà con mình cắt bán nha. Thì giá anh Long ruột trắng Bình Thuận thì mình sẽ cập nhật trước nha bà con. Giá anh Long ruột trắng Bình Thuận nó rơi vào tầm khoảng 18 đến 20 ngàn cho hàng đẹp. Hàng sàn từ 16 đến 18 ngàn, hàng dạt từ 10 đến 12 ngàn. Giá lông ruột trắng miền Tây thì hiện tại nó cao hơn giá lông ruột trắng Bình Thuận. Giá lông ruột trắng miền Tây nó nằm giá khoảng 20 đến 23 ngàn. Hàng đẹp đó nha, hàng sàn nằm giá từ 18 đến 20 ngàn, hàng dạt từ 11 đến 13 ngàn. Rất hiếm khi nào mà giá lông ruột trắng miền Tây nó lại cao hơn giá lông ruột trắng Bình Thuận nha, hiếm lắm. Thì hiện tại là giá lông ruột trắng miền Tây nó đã cao hơn giá lông ruột trắng Bình Thuận. Giá lông ruột đỏ thì hôm nay và ngày mai cho sáng ngày mai bà con mình bán thì hôm nay lái mua hàng ngang trộn á, ngang trộn mà nhỏ bỏ nha, thì 4.000 đồng một ký nha bà con. Thì giá anh Long te tua rồi thì nó xuống ở mức này là nó đã sập sàn rồi nha. Không còn mà loại 1, loại 2, loại 3 nữa nha bà con. Thì hiện tại lái chỉ mua cho bà con mình hàng ngang trộn thôi, ngang trộn mà dạng là xô á, 4.000 đồng một ký, nhỏ bỏ, nhỏ quá là bỏ hết, chứ không có lái nó cũng mua cho bà con đâu nha. Rồi hôm nay cập nhật nhanh giá lòng đến đây thì cũng xin kết thúc nha. Xin chào bà con và các bạn, hẹn gặp lại ở video sau nha.